mình cùng chuyên mục đem đến cho anh em các sản phẩm về đèn có thể tự trang trí trong vòng 5 phút. Thì hôm trước mình có nhắc đến thương hiệu đèn LED Govi với sản phẩm là Hexalight. Thì trong hệ sinh thái đèn của thương hiệu này còn có sản phẩm đèn LED thông minh khác dành cho xe nữa. Vậy thì cùng mình đi review con đèn LED này xem nó có gì đặc biệt ha. Đèn LED trang trí nội thất ô tô Govi RGBIC Interior Car Light H7090. Ấn tượng ở con đèn LED này đó chính là vừa trang trí xe được, vừa kháng nước được và vừa tích hợp được công nghệ RGBIC. Vẫn là ứng dụng và điều khiển từ xa giúp nâng cao trải nghiệm khi chạy xe cho anh em. Nhưng đặc biệt ở em này, anh em có thể thiết kế được ở không gian bên trong ô tô theo sở thích của chính mình. Bên trong chiếc hộp ta sẽ có 4 dây LED 30cm, một bộ hướng dẫn khởi động nhanh chóng, các dây buộc cố định, một bộ vít, một hướng dẫn sử dụng và một thẻ dịch vụ. Đầu tiên, mình sẽ bắt đầu gắn phích cắm của đèn vào cổng bật lửa hay còn gọi là cổng sạc điện 12V ở giữa xe để cho đèn sáng rồi mới bắt đầu lên kế hoạch đi dây đèn mà anh em muốn trang trí. Anh em hãy lưu ý rằng việc thiết kế này của mình sẽ phụ thuộc rằng mình đã cắm đầu nguồn đèn ở đâu và từ đó mình mới có thể xác định được luồng dây thiết kế như thế nào bên trong xe. Lúc này, anh em sẽ bắt đầu lên kế hoạch đi dây đèn mà anh em muốn trang trí như thế nào. Mình sẽ để đèn ở vị trí mà anh em muốn đi dây đèn, chứ khoan, hẳn dán vội nhé. Một lưu ý nữa là mình chỉ có 2 vòng dây với 4 dải đèn. Một vòng sẽ thiết kế nửa bên trái xe và một vòng còn lại thiết kế ở nửa bên phải xe. Điều này rất phụ thuộc vào việc cắm đầu nguồn của anh em trước khi đi dây. Một vài chỗ mà mình có thể gợi ý cho anh em khi gắn là anh em có thể gắn nó vào thanh kim loại được đặt dưới chân ghế của mình. Rồi mình sẽ đi dây bằng cách luồn các dây xuyên qua các miếng nhựa để đảm bảo dây đi sẽ được đẹp hơn nha. Sau đó thì mình chỉ cần mở lớp keo đặc biệt phía sau và bắt đầu dán thôi. Khi đầu công tắc được cắm vào, nút màu đỏ ở đây có nghĩa là anh em đang bật đèn, còn nhấn thêm lần nữa là để tắt. Và bên cạnh đó, anh em có thể bật tắt đèn và điều chỉnh các chế độ màu sắc của đèn thông qua cái nút bấm điều khiển được nối với dây đèn. Ở đây sẽ bao gồm nút tắt, mở đèn và nút lựa chọn về thay đổi hướng và độ nhảy của đèn. Ngoài ra, anh em có thể điều chỉnh về thay đổi hướng, độ nhảy của đèn theo mong muốn và có thể chỉnh chế độ nhạc trên ứng dụng điện thoại. Ở chế độ này sẽ cho phép ánh sáng phản ứng với âm thanh hoặc nhịp điệu của bài hát qua ứng dụng Govi Home. Với mức giá chưa đến 2 triệu thì Govi có lẽ chính là sự lựa chọn hoàn hảo trong dòng sản phẩm đèn LED dành cho xe. Đây phải nói, Govi RGBIC Interior Car Light H7090 là một sản phẩm đáng để trải nghiệm với đèn LED sáng hơn bất cứ đèn LED trong xe hơi nào mà mình từng thử. Một ưu điểm khác của chiếc đèn này là dây đèn cũng khá dài để tiện cho anh em có thể luồn dây dễ dàng mà thiết kế. Chưa kể, anh em có thể điều khiển đèn bằng ứng dụng Govi Home qua chiếc điện thoại của mình. Nếu anh em đang quan tâm và có nhu cầu sở hữu những dòng đèn LED dành cho xe hơi của mình, hãy ghé ngay Lamont Lightning với chương trình sale đến 50% và còn được bảo hành chính hãng nữa. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video review lần sau.